Kính chào ban lãnh đạo, quý quan khách, quý vị phụ huynh và toàn thể các em học sinh trường Nguyễn Chí Thanh. Kính thưa tất cả quý vị cùng các em học sinh, trường Nguyễn Chí Thanh đã được thành lập năm nay là bước sang năm thứ 31. Thì cũng có rất nhiều thầy cô giáo đã công tác tại trường và giờ đây đã về hưu. Thì năm nay nhà trường có nhã ý là sẽ tổ câu lạc bộ hưu trí của các giáo viên đã từng công tác tại trường Nguyễn Chí Thanh. Thì một cái bất ngờ, vừa rồi thì mới được nhà trường thông báo là tôi xin được thay mặt các giáo viên đã về hưu thành lập cái câu lạc bộ hưu trí giáo viên trường Nguyễn Chí Thanh. Thì mục đích của chúng ta thành lập cái câu lạc bộ là để tất cả các anh chị em đã từng công tác tại trường giờ đây đã về hưu thì có dịp để gặp nhau rồi hỗ trợ nhau trong cuộc sống, và cái quan trọng nhất đó là chúng ta giữ được cái tình cảm mà đã công tác cùng một cơ quan, một cái môi trường mà chúng ta đã gắn bó nhiều năm. Thì nhờ cái câu lạc bộ sẽ giữ được cái tình cảm đó mãi và liên kết với nhà trường để cùng với nhà trường, mặc dù không còn làm việc nữa nhưng sẽ hỗ trợ để nhà trường mỗi ngày một phát triển, một đi lên. Và hy vọng cái câu lạc bộ hưu trí cũng sẽ là một thành viên của trường Trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh, đóng góp vào cái sự phát triển của nhà trường. Xin kính mời thầy Náng lại sân khấu ạ. Xin được trân trọng kính mời thầy Phạm Văn Châm, bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng nhà trường sẽ lên tặng một lần bó hoa tươi thắm cho thầy Nguyễn Bá Chiêu để mừng ra mắt câu lạc bộ hưu trí của nhà trường ạ. Xin trân trọng kính mời thầy. Chúng ta cho một tràng vỗ tay thật lớn ạ. Xin được trân trọng cảm ơn thầy Phạm Văn Châm và thầy Nguyễn Bá Chiêu ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần